Xin chào quý vị và các bạn. Sau rất nhiều ngày tháng mong chờ thì cuối cùng Mercedes-Benz AMG GT 63 E-Performance đã chính thức được công bố với tư cách là mẫu xe mạnh mẽ nhất từng được Mercedes-Benz sản xuất. Xe sử dụng khối động cơ V8 4.0 lít tăng áp kép kết hợp với một motor điện đặt ở trục sau. Động cơ điện này được tích hợp hộp số 2 cấp chuyển số bằng điện và bộ V-Sign hạn chế trượt điện tử phía sau. Hệ truyền động trên GT 63 E-Performance cho tổng công suất kết hợp 831 mã lực và mô men xoắn cực đại 1.400 Nm. Bên cạnh đó, mẫu xe này còn được trang bị một máy phát điện bằng dây đai cho công suất 14 mã lực. Với tổng sức mạnh trên, mẫu xe này có thể hoàn thành cú tăng tốc nước rút từ 0 đến 100 km/h trong vòng 2,9 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa 316 km/h. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 8,6 lít trên 100 cây. Cung cấp phần năng lượng cho động cơ điện là bộ pin hiệu suất cao 6,1 kWh, chỉ nặng 89 kg. Phạm vi hoạt động tối đa của mẫu xe này khi sử dụng chế độ thuần điện là 12 km. Một tính năng chính của bộ pin là sử dụng chất làm mát công nghệ cao. Với loại chất lỏng không dẫn điện này sẽ được cho chảy xung quanh tất cả 560 tế bào pin để được làm mát. Khoảng 14 lít chất làm mát liên tục chảy qua bộ pin để giữ cho nó ở nhiệt độ tối ưu 45 độ C, bất kể nó được sạc hoặc sử dụng thường xuyên như thế nào. Xe được cung cấp sẵn 7 chế độ lái AMG Dynamic Select bao gồm Electric, Comfort, Sport, Sport Plus, Grey, Slippery và Individual. Trong đó, chế độ lái Slippery đặc biệt thú vị vì nó sẽ làm giảm sức mạnh của xe và mang đến một đường cong mô men xoắn phẳng. Điều này giúp tối đa hóa khả năng điều khiển của người lái có ít lực kéo trong điều kiện đường trơn trượt. Hệ thống lái hoàn toàn bằng điện và điều chỉnh phanh tái tạo cũng bị vô hiệu hóa. Tất cả các phiên bản của xe đều được trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo khí nén đa buồng AMG Ride Control Plus với chức năng kiểm soát mức độ tự động và giảm xóc có thể điều chỉnh điện tử thích ứng. Chiếc xe cũng được trang bị hệ thống phanh đĩa carbon gốm với đĩa trước 420mm và kẹp phanh 6 piston, hoạt động cùng với đĩa sau 380mm với bộ kẹp piston đơn. Một số thay đổi về kiểu dáng cũng được thực hiện trên Mercedes-Benz AMG 63 E-Performance mới. Ngoài ra, AMG cũng đã thiết kế bộ mâm xe hợp kim nhẹ 20 và 21 inch mới. Khách hàng cũng có thể lựa chọn gói AMG Night Package 2 hoặc kết hợp giữa Night Package và Carbon Package để chiếc sedan trở nên nổi bật hơn. Một số thay đổi nhỏ về mặt nội thất cũng được thực hiện, bao gồm các chức năng và khả năng hiển thị dành riêng cho xe Hybrid AMG. Cụ thể, cột đồng hồ kỹ thuật số hiển thị các thông tin của xe như phạm vi di chuyển bằng điện, mức tiêu thụ điện năng, công suất động cơ điện và nhiệt độ của pin cũng như động cơ. Màn hình trung tâm sẽ hiển thị vòng tua động cơ điện, công suất, mô men xoắn, nhiệt độ và nhiệt độ của pin. Ngay cả những khách hàng ngồi phía sau cũng có một màn hình tùy chọn hiển thị dòng năng lượng, công suất và mô men xoắn của động cơ. Giá bán và các thông số kỹ thuật chi tiết của Mercedes-Benz AMG GT 63S E-Performance 2023 dành cho thị trường Mỹ sẽ được công bố vào thời gian sau. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.